Giá heo hơi hôm nay ngày 19 tháng 7, biến động trái chiều tại nhiều địa phương. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 63.000, 65.000 đồng 1 kg, Bắc Giang 65.000, Yên Bái 63.000, Lào Cai 63.000, Hưng Yên 65.000, Nam Định 63.000, Thái Nguyên 63.000, Phú Thọ 64.000, Thái Bình 63.000, Hà Nam 63.000, Vĩnh Phúc 64.000, Hà Nội 65.000, Ninh Bình 63.000, Tuyên Quang 64.000. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 63.000 đồng 1 kg, Thanh Hóa 63.000, Nghệ An 62.000, Hà Tĩnh 62.000, Quảng Bình 60.000, Quảng Trị 62.000, Thừa Thiên Huế 60.000, Quảng Nam 60.000, Quảng Ngãi 60.000, Bình Định 61.000, Khánh Hòa 60.000, Lâm Đồng 61.000, Đắk Lắk 59.000, Ninh Thuận 60.000, Bình Thuận 61.000. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam trong khoảng 59.000, 63.000 đồng 1 kg, Bình Phước 60.000, Đồng Nai 61.000, Thành phố Hồ Chí Minh 60.000, Bình Dương 61.000, Tây Ninh 60.000, Vũng Tàu 61.000, Long An 61.000, Đồng Tháp 62.000, An Giang 59.000, Vĩnh Long 59.000, Cần Thơ 61.000, Kiên Giang 61.000, Hậu Giang 60.000, Cà Mau 60.000, Tiền Giang 59.000, Bạc Liêu 61.000, Trà Vinh 60.000, Bến Tre 59.000, Sóc Trăng 63.000.